nay, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và thông qua chương trình hoạt động năm 2024. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Theo đó, năm 2023, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện trách nhiệm cao, tham gia tích cực, có chất lượng vào việc góp ý xây dựng các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại của cử tri, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do đại biểu còn kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác nên việc tham gia các đoàn giám sát còn khiêm tốn. Từ thực tế hoạt động của đoàn trong thời gian qua, đại biểu cũng đề nghị thường trực đoàn cần kiến nghị về việc nhận, chuyển và xử lý đơn thư của cử tri. Thì theo tôi đó là có lẽ chúng ta kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một cái quy định rõ về vấn đề nhận, chuyển, xử lý đơn thư như thế nào. Hiện nay thì nó có, thứ nhất là nguồn thì nó nhiều nguồn, ví dụ mình đi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thì họ đem lên một số. Rồi cái thứ hai là nhận thì khắp các tỉnh thành. Tôi xin đề nghị thường trực đoàn có một chí nghiên cứu thêm, hoặc là văn phòng sẽ có cái tham mưu về cái phương pháp hay là một cái quy trình để chúng ta tiếp nhận đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại. Tôi ví dụ như đối với những cái thông tin khi tiếp xúc cử tri ở các cái tổ đại biểu thì có văn phòng dự, thì tôi đề nghị các đồng chí phải tổng hợp và báo cáo đầy đủ và đề xuất với thường trực đoàn về cái hướng xử lý những kiến nghị này, những đơn thư này như thế nào. Là liên quan tới cái quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư của cử tri thì thật ra là Quốc hội có hai nghị quyết. Văn phòng đoàn cũng đã có gửi những thông tin này, tôi đề nghị văn phòng đoàn tiếp tục gửi lại cho đại biểu để chúng ta thực hiện. Riêng các ý kiến đề xuất của đại biểu liên quan tới việc sắp xếp lịch giám sát, cung cấp tài liệu đầy đủ trước các cuộc giám sát lấy ý kiến luật, nghị quyết, ông Phan Văn Mãi cho biết đoàn sẽ ghi nhận và có ý kiến với Quốc hội. Ông Mãi cũng mong muốn trong năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh, trí tuệ để hoàn thành tốt, xứng đáng với vai trò của người đại biểu dân cử.